Sáng nay, trước phiên thảo luận, Quốc hội đã nghe Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo bước đầu về việc giải quyết vụ 39 nạn nhân tử vong trong xe đông lạnh tại Anh. Dẫn báo cáo của Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, ngày 23 tháng 10, cảnh sát Anh nhận được thông tin có 39 người được tìm thấy và đã chết trong một xe tải đông lạnh ở Anh. Ngày 24 tháng 10, cảnh sát Anh thông báo các nạn nhân có thể là người Trung Quốc. Tuy nhiên, ngày 25 tháng 10, nhà chức trách Anh khẳng định họ không chắc chắn và có thể có những người quốc tịch khác ngoài Trung Quốc. Ngay sau khi có tin có người Việt Nam, ngày 26 tháng 10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ra thông cáo khẳng định sẵn sàng bảo hộ công dân nếu có nạn nhân là người Việt Nam. Ngày 29 tháng 10, phía Anh đã chuyển cho phía Việt Nam hồ sơ vân tay toàn bộ 39 nạn nhân để đối chiếu chéo nhằm xác định danh tính quốc tịch của nạn nhân. Trong ngày 2-3 tháng 11, đoàn công tác của Bộ Công an, Bộ Ngoại giao do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn đầu đã sang làm việc với các cơ quan chức năng của Anh để phối hợp xử lý các công việc liên quan. Hiện nay có nhiều nguồn tin về số lượng người Việt Nam trong số 39 nạn nhân rất khác nhau. Theo thông tin, tối 4 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đã điện trao đổi trực tiếp. Phía cảnh sát hạt SS đã rất tích cực trong việc phối hợp nhưng thủ tục rất phức tạp. Ngay sau khi có thông tin có thể nạn nhân là người Việt Nam, thì Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an, Bộ Ngoại giao sớm xác định danh tính các nạn nhân theo đề xuất của phía Anh. Điều tra phát hiện các vụ việc đường dây tổ chức đưa công dân Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân theo quy định, thành lập tổ công tác liên ngành sang Anh để phối hợp với phía Anh giải quyết vụ việc, thông báo và tư vấn trực tiếp cho gia đình các nạn nhân để giải quyết hậu sự cho các nạn nhân. Giao cho Bộ Thông tin và Truyền thông thông tin tuyên truyền về các đường dây lừa đảo người dân xuất cảnh trái phép vi phạm pháp luật Việt Nam và nước ngoài, phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc vụ việc của các đối tượng chính trị phản động kích động chống phá. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh vụ 39 người chết tại Anh đã gây sự xúc động mạnh trên toàn thế giới. Quốc hội xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân. Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ ngành và địa phương phối hợp với các nước liên quan xác minh làm rõ có biện pháp bảo hộ công dân. Đề nghị Bộ Công an chỉ đạo khẩn trương điều tra làm rõ các đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời có các biện pháp phòng ngừa hiệu quả tình trạng này. Sau đó, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao năm 2019, công tác phòng ngừa chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án, công tác phòng chống tham nhũng năm 2019.